chào bạn. Và mình lại gặp lại các bạn vào trong một buổi sáng thứ 6 giờ, trời tiết rất là ẩm ương ở Hà Nội. Sáng thì có những cái buổi mưa rào, sau đó thì vừa một lát rồi đã có những cái vệt nắng rất đẹp. Và bây giờ thì lại bắt đầu có hiện tượng mưa các bạn nhỉ. Hiện tại mình đang hôm nay sẽ lại cũng có tiếp tục quay ở ngoài để các bạn có một cái background khác, chúng ta sẽ hưởng một cái không khí khác trong clip. Hiện tại mình đang ở chỗ Boss Cà Phê. Quán này rất là hay, nhiều nghệ sĩ đến đây. Thì hy vọng là được gặp nhiều anh em nhiếp ảnh ở đây. Mình sẽ giới thiệu qua về một chiếc máy ảnh rất là mạnh mẽ và cái thời điểm hiện tại giá của nó cực kỳ hợp lý cho các bạn mà có nhu cầu chụp rất là nhiều thể loại, từ entry level có thể đến semi pro, và ngay cả những bạn mà gần tới dạng pro có thể sử dụng bộ máy này. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với nhân vật chính, đó chính là em Nikon D7200 kèm với một cái ống kính mình giới thiệu với các bạn, đó là ống kính Sigma 1750 f2.8. và ok, sau đây chúng ta đến với intro nhé. Ok, D7200 thì có những cái đặc điểm gì nổi bật và tại sao D7200 lại là một lựa chọn cực kỳ tốt cho những anh em bắt đầu mới chơi hoặc là anh em có thể hướng tới chơi chuyên nghiệp? Thì sau đây mình sẽ giải thích cho anh em nha. Ok, trên tay mình hiện tại đang là chiếc D7200, ngoại hình còn khá là đẹp, và chiếc ống 1750 f2.8 for Nikon các bạn nhé. Nếu bạn có thể thấy ở đây, D7200 thì là có người kế thừa của chiếc D7100 đã rất là nổi đình nổi đám. Thì thời điểm ra mắt D7200 kèm ống kit có giá trên 20 triệu các bạn nhé. Đây là một cái máy mà trước khi D7500 và 500D ra đời thì đây chính là ông vua crop của Nikon. Còn sau đó thì D7500 và máy D500 ra đời thì nó đã bị tụt hạng xuống. Các bạn có thể thấy đây, xung quanh thời tiết mình lại bắt đầu có nắng rồi, và clip của chúng ta lại sẽ có một phần thú vị hơn. Thì đặc điểm nổi bật của D7200 là gì? Đặc điểm nổi bật của D7200 thì khi ra mắt thì nó là cái việc kế thừa của D7100, và đặc biệt mình yêu thích nhất của nó là nó đã giống như D7100, đó là đi bỏ đi cái filter lọc trên mặt cảm biến, thì nó sẽ giúp cho các cái ảnh của bạn nó sẽ có nét hơn, cái chi tiết nét nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thứ hai là D7200 thì là hơn 24 megapixel, thì đây là một số lượng megapixel mình thấy là vừa đủ để anh em có thể dùng. Nếu mà dưới 24 ví dụ như tầm 16 thì nó hơi ít, và lên đến 36 thì mình thấy hơi nhiều, có nhiều bạn máy tính sẽ không phục vụ hết được. Nó đã thể hiện cái chip thứ đời thứ tư rồi các bạn ạ, nên là giúp cho cái việc xử lý hình ảnh cũng như là nâng bộ nhớ đệm lên rất là tốt, có thể chứa được tới 100 ảnh JPEG và khoảng tầm loanh quanh 20 ảnh với dạng RAW, định dạng RAW các bạn nhé. Về phần điểm lấy nét thì nó có thể có những cái điểm lấy nét, đã có 15 điểm lấy nét chéo trong rất là nhiều điểm lấy nét chính. Ngoài ra những cái điểm lấy nét chéo đó thì có thể lấy nét và đo sáng ở những cái vùng tận -3 EV các bạn nhé, -3 EV, tức là phần buổi tối các bạn chụp vào với cái đèn trợ nét này các bạn nhìn đấy. Đèn trợ led thì các bạn có thể lấy led cực kỳ tốt với em D7200. Có một điểm mà bây giờ mọi người rất là thích, đó là D7200 đã trang bị đấy là cái phương thức kết nối qua wifi, thì các bạn có thể lấy ảnh trực tiếp từ máy ảnh sang điện thoại một cách dễ dàng. Trong những buổi du lịch á, thì có hai định dạng ảnh bạn có thể lấy xuống, đó là ảnh có thể là giữ nguyên kích thước hoặc ảnh đã resize các bạn nhé. Về màn hình thì đến đời D7200 này màn hình cực kỳ ngon rồi. Nhưng anh em chú ý nhá, màn hình càng ngon thì có thể nó sẽ càng lịnh so với cái máy tính của các bạn, nên các bạn phải cân đối, mình phải có trải nghiệm cầm máy chụp thử, sau đó là ra những cái bức ảnh trong điều kiện ví dụ đủ sáng này, thừa sáng này, trời nắng này, hoặc là trong những điều kiện buổi tối để mình so sánh màu sắc cũng như cái độ chân thực so với khi mình đổ ảnh lên máy tính nhá, không thì nó dễ bị lừa. Nhờ được cái là chụp xong các bạn có thể cho các em gái xem rất là đã mắt. Không, các bạn có thể bắn qua điện thoại, qua wifi nữa thì để cho các bạn ấy xem. Ok, thì tại sao mình lại giới thiệu cái D7200 đi kèm với ống kính 1750? 1750 thì đã khẳng định được cái chất lượng trên thị trường từ rất lâu rồi. Thì gần như phân khúc dưới 10 triệu thì em 1750 Sigma này đang gần như là về cái giá trị hiệu dụng trên cái giá thành của nó đang là tốt nhất. Ví dụ trên tay mình chiếc 1750 này có giá khoảng 5,5 triệu. Hình thức cực kỳ đẹp các bạn nhé. Và giá như thế là cực kỳ hợp lý với một chiếc ống có khẩu độ 2.8 toàn giải tiêu cự vàng. 1750 đổi lên thì nó rơi tương đương với khoảng tầm gần với 2470 tiêu cự vàng trên full frame.
khẩu độ 2.8, và đặc biệt chiếc ống Sigma này thì nó hơn cái ống Tamron là một đặc điểm là nó led ngay tại 2.8 nhé, và led rất là gai. Đặc điểm của dòng Sigma thì là led gai rồi, chắc các bạn đã biết. Ống Sigma này thì nó chỉ có một phiên bản, đó là phiên bản có chống rung luôn các bạn nhé. Nó không như Tamron, nó chia ra là bản có chống rung và bản không có chống rung. Chính vì vậy khi các bạn kết hợp giữa D7200 và ống Sigma 1750 này, nó là một combo rất là tuyệt vời, đa dụng. Các bạn có thể chụp được đủ các nhu cầu, từ chụp ban ngày cho tới chụp buổi tối, và đặc biệt là sẽ phù hợp cho những bạn nào mà lười thay thế ống kính, vì một ống kính này gần như nó đảm nhiệm được 90% tất cả các cái nhu cầu chụp ảnh của các bạn rồi. Với cái độ led của Sigma kết hợp với độ led của Nikon thì đây là một combo cho ra cái chất lượng ảnh cực kỳ tốt. Và máy ảnh Nikon cũng như ống Sigma này thì thường thì nó sẽ phù hợp với những bạn mà thích chụp phong cảnh, du lịch, sự kiện. Chụp chân dung thì đương nhiên bộ này vẫn chụp được, nhưng mà nó không quá tối ưu cho cái việc chụp chân dung, vì thứ nhất là cái skin tone nó nét quá dẫn đến cái skin tone không được tốt lắm. Cái thứ hai nữa là màu của Nikon này thì về chúng ta sẽ vẫn dễ dàng để chỉnh được thôi, nhưng mà nó sẽ mất một ít bước hậu kỳ, vì ảnh ra thì thường là bọn Nikon này nó sẽ hơi ám vàng một chút các bạn nhé. Cái điểm yếu của cái Nikon D7200 này là khi quay phim thì các bạn sẽ không khép được khẩu, rất là dở. Khi quay phim hoặc là live view á thì các bạn sẽ không chỉnh được chế độ, nên nó hỗ trợ cho quay phim khá là ít, trợ cho quay phim. Chính vì vậy nếu bạn nào muốn quay phim thì D7200 này cho ra chất lượng quay cũng tốt, nhưng khi quay á thì nó sẽ không hỗ trợ nhiều các bạn nhé. Nên các bạn có thể cân nhắc, nếu mà nhu cầu mình quay nhiều thì mình có thể xem xét là có thể chọn D7200 hay chọn một cái mẫu khác nó sẽ hợp lý hơn. Và hiện tại giá thị trường của D7200 cũng rất là hợp lý thôi ạ. Giá nó rơi vào khoảng từ 11 cho đến 13 triệu. Ví dụ như bên mình đang phân phối một chiếc D7200 đẹp như này, chỉ có giá 11 triệu. Một chiếc ống như thế này nữa thì cả bộ nó chỉ khoảng tầm 17 triệu cho full phụ kiện rồi. Đây là một cái giá cực kỳ hợp lý để các bạn đầu tư một bộ máy ảnh tương đối chuyên nghiệp. Ở đây thì D7200 khá đặc biệt khi nó thiết kế giống những cái dòng mà máy full frame đời mới giống như D600, D610 á, D750 là nó có hai khe thẻ SD các bạn nhé. Thì cái này nó sẽ hạn chế cái việc là các bạn bị một cái thẻ bị hỏng thì bạn có thể chụp cắm hai thẻ vào và chụp backup. Nó có rất là nhiều chế độ, ví dụ như bạn chụp thẻ này xong chụp sang thẻ kia, hay là chụp đồng thời cả hai cái, hoặc một cái lưu file RAW và một cái lưu file JPEG, nó rất là hợp lý. Cái việc mình thấy còn nó không thích hợp những cái cổng ví dụ như là thẻ CS hay là thẻ XQD, bởi vì đây thì cũng chỉ là dòng máy trung cấp thôi, không phải dòng máy cao cấp các bạn ạ. Còn với nhu cầu như cơ bản thì mình thấy là dưới 20 triệu thì đây là một bộ máy mà tương đối gọi là đỉnh cao trong cái phân khúc. Ví dụ như là D7200 thì chúng ta có thể so sánh với một chiếc đó là Canon 7D Mark II, cũng chuyên cho thể thao, đó là ông vua crop bên Canon. Bởi vì nếu mà 7D2 mà so sánh với D500 thì nó hơi khập khiễng, nên tốt nhất là chúng ta có thể so sánh với D7200. Đây là một chiếc máy mà dùng cho những anh em có thể mới bắt đầu chơi cũng tốt, những anh em mà có nhu cầu chơi lên chuyên nghiệp cũng tốt. Hoặc là đây là một chiếc máy backup cho anh em chụp đã có máy full frame nhưng tốc độ hơi chậm một chút, ví dụ như D600, D700 thì anh em hoàn toàn có thể mua thêm một chiếc D7200 để backup. Đây là một giải pháp backup rất là tốt. Ok, còn hôm sau mình sẽ làm thêm một cái clip review thực tế về đi chụp bằng D7200, chụp chân dung bằng D7200, so sánh. Mình sẽ làm thử clip so sánh D7200 với một ống chân dung và so sánh với lại A7 Mark II đi. Mình sẽ so sánh với A7 Mark II một cái full frame và một cái crop, thì chúng ta sẽ xem cái chất lượng ảnh của nó ra như thế nào. Tại sao lại so sánh full frame và crop như vậy? Vì phân khúc này giá nó gần xem nhau một chút, A7 Mark II đắt hơn một chút thôi. Và full frame của Sony và so sánh một chiếc crop của Nikon đời mới thì nó sẽ như thế nào? Hoặc là chúng ta sẽ so sánh D7200 và chiếc A6300 của Sony, hai dòng crop với nhau thì xem nó sẽ như thế nào. Ok, mình là Kiên đến từ máy ảnh cũ Hà Nội và hy vọng là các bạn sẽ có một cái buổi cuối tuần rất là vui vẻ, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip review lần sau. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau.